Hôm nay ngày mùng 5 tháng 10 năm 2021. Hai chiếc máy Panasonic model 5528 3500W hàng loại 1 gửi về cho bác Huy Thành ở phường Trường Thi, Thanh Hóa. Và chiếc nồi áp suất Smart Cook bằng điều khiển điện tử gửi về cho anh Thụ, anh người nhà ở địa chỉ Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Và trước khi gửi đi thì em sẽ kiểm tra lại các phụ kiện và chức năng. Phụ kiện đi kèm theo nồi thì gồm có một ca đong nước, một giấy bảo hành chính hãng này, một sách hướng dẫn sử dụng của Emix, một môi sấy cơm này, một dây nguồn ba chân. Hàng chuẩn của nó rất là dày. Dung tích 5 lít có thể hầm và nguyên một con gà, một con vịt. Bên trong lòng nồi mọi thứ ok, hoàn hảo. Sau khi mọi chức năng đã phụ kiện đã kiểm tra ok thì em sẽ kiểm tra chức năng. Vung rất chắc chắn, nhựa rất chắc chắn. Khi phụ kiện đã kiểm tra ok thì em sẽ kiểm tra chức năng của lồi. Khi mọi người đóng nắp lồi thì hai bên này sẽ có, nó sẽ khớp vào với cái bảng điện tử. Và cái mặt thương hiệu Smart Cook này sẽ thẳng với bảng điện tử này. Đây các chế độ: nấu súp, nấu cơm, hầm thịt. Hẹn thời gian để gà này. Khi mà chọn chức năng xong rồi chúng ta sẽ ấn Start. Vậy là lồi đã chạy. Mọi chức năng phụ kiện đã kiểm tra ok thì em sẽ gửi đi hai chiếc máy Panasonic gửi về Trường Thi, Thanh Hóa cho bác Huy Thành, và lồi áp suất gửi về cho anh người nhà anh Thụ ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Em mọi chi tiết xin liên hệ Thành được địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội, điện thoại 0949873111. Xe và trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi chi tiết thắc mắc thiếu lại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử 28071992a@gmail.com.